Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ PM, 30 PM tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 32 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con phong lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020 phần lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 77, Đại Kinh Xá Cun Ú Đá Dí, Maha Xá Cun Ú Đá Dí Sutta. Phân đoạn 363 đến 365 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh bài 77, Đại Kinh Xá Cú Xá Cun Ú Đá Dí, Maha Xá Cun Ú Đá Dí Xuất Tá, phân đoạn 363 đến 365, sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung tỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức Phật, kính chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua một cái bài kinh mới. Bài kinh này mang tên của một nhân tu sĩ Sakulundaji. Vì du sĩ này có cái tâm ngưỡng mộ Đức Phật, và
Khi Đức Thế Tôn hỏi Sakuntaji, người thấy như thế nào, ở Như Lai có những đặc điểm gì mà các đệ tử kính phục, thì U Đề Di đáp: một là Đức Thế Tôn ăn ít, 8 tháng hay 5 ít; hai là Đức Thế Tôn biết đủ với y phục; 3 là biết đủ với các món ăn; 4 là biết đủ với sàng tọa; 5 là Đức Thế Tôn sống hành biệt ly. Thì nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng các đệ tử của Ngài cũng có nhiều vị đệ tử vượt hơn Ngài trong 5 pháp đó nữa. Nhưng mà ở đây có 5 pháp mà đệ tử 8 tháng tôn trọng Ngài là Ngài thành tựu giới quẩn, Ngài có tri kiến vi diệu, Ngài có tăng thượng trí tuệ, Ngài thuyết pháp để cho các đệ tử vượt thoát cái sự khổ đau, rồi Ngài giảng dạy về con đường tu hành cho các đệ tử như là 37 phẩm trợ đạo chẳng hạn, rồi 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 10 biển xứ, 4 thiền và các loại thần thông, như là những cái báu vật nằm ở trong biển cả mà Atula rất thích. Biển cả thì ở đây, hôm nay trong cái bài học này chúng ta chỉ học một phần, còn cái phần nói về 37 phẩm trợ đạo, khi Đức Thích nói về những cái pháp mà Đức Thế Tôn mà thuyết giảng trình bày cho các đệ tử thì chúng ta sẽ học trong ngày kế tiếp. Hôm nay học này sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân, vị giáo sư chương trình hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh của bài học, và sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu và cảm ơn Xí Nhật Quỳnh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 77 Đại Kinh, Sakun Ú Đá Dí, Maha Sakun Ú Đá Dí Xuất Tá, phân đoạn 363 đến 365, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 77 Đại Kinh, Sakun Ú Đá Dí, Maha Sakun Ú Đá Dí Xuất Tá, phân đoạn 363 đến 365. Tên bài kinh lấy theo nhân vật chính, du sĩ ngoại đạo Sakun Ú Đá Dí, người đàm luận với Đức Phật trong nội dung bài kinh. Có bài kinh tiếp theo cùng tên nhưng ngắn hơn nên bài kinh này gọi là Đại Kinh. Thuở ấy, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, quê Luwana, Trúc Lâm. Trong một lần khi đi khất thực, Ngài ghé ngang Moraniwapa, gặp các du sĩ ngoại đạo. Một trong số đó có du sĩ Sakun Ú Đá Dí. Nói lên sự khác biệt giữa Đức Phật và các giáo chủ đương thời là Đức Phật được quần chúng ngưỡng mộ mà các đệ tử thân cận cũng ngưỡng mộ. Theo Sakun Ú Đá Dí, sở dĩ Đức Phật được như vậy là vì Ngài có 5 pháp là ăn ít, tri túc đối với y phục, tri túc đối với thực phẩm, tri túc đối với sàng tọa và sống viễn ly. Đức Phật cho biết sự thật thì Ngài được các đệ tử kính tin vì những lý do khác hơn 5 điều đó. Du sĩ Sakun Ú Đá Dí là một tu sĩ ngoại đạo, được biết nhiều tại Ma Kiệt Đà. Vị này là học trò của Quê Khanasá. Có một số bài kinh Tam Tạng kinh điển ghi lại những đối thoại giữa vị này với Đức Phật. 363. Lời tán thán Đức Phật của một tu sĩ du sĩ ngoại đạo. Vị này là một
so sánh là các giáo chủ khác, tuy được quần chúng hâm mộ nhưng các đệ tử thì không. Trong lúc Đức Phật được cả hai quần chúng bên ngoài và đệ tử thân cận kính mộ. Kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Vương Xá, quê Lúa Ná Trúc Lâm, tại Cá Lăng Đác Cá Ní Hoa Pá, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ có rất nhiều vị du sĩ có thời danh, có danh tiếng trú ở Moraniwa, Niwa Pá, Khổng Tước Lâm, tu viện các du sĩ như Anugara, Warathara và du sĩ Sakun Udayi, cùng với các vị du sĩ thời danh, danh tiếng khác. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Rajagaha. Ta hãy đến Moraniwapa, tu viện các du sĩ, đi đến gặp du sĩ Sakun Udayi. Rồi Thế Tôn đi đến Moraniwapa, tu viện các du sĩ. Lúc giờ du sĩ Sakun Udayi đang ngồi cùng với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như là vương luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bố ý luận, chiến đấu luận, thực luận, ẩm luận, y luận, sàn luận, hoa mang luận, hương liệu luận, thân tộc luận, sa thừa luận, thôn luận, trấn luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu, vô hiện hữu luận. Du sĩ Sakun Ú Đá Dí thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay Sambhun Gotama đang đến, vị tôn giả ấy ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh có thể ghé lại đây. Các du sĩ ấy đều im lặng. Rồi Thế Tôn đến chỗ du sĩ Sakun Ú Đá Dí. Du sĩ Sakun Ú Đá Dí bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến, bạch Thế Tôn, thiện lai Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có cơ tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, du sĩ Sakun Ú Đá Dí lấy một cái ghế khác thấp hơn ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakun Ú Đá Dí đang ngồi một bên: này Ú Đá Dí, nay các vị họp nhau ở đây đang bàn về vấn đề gì và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi đang hội họp bàn luận, về sau Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, trong những ngày trước, nhiều ngày trước nữa, khi các vị Sa môn Bà La Môn thuộc nhiều ngoại đạo sai khác ngồi lại và tập hợp tại luận nghị đường, đối thoại này được khởi lên, thật lợi ích thay cho dân chúng ăn gác và má gan thá, thật tốt đẹp thay cho dân chúng anh gá và má gan thá. Khi được những vị Sa môn Bà La Môn, nay là những vị lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, những vị sư trưởng đồ chúng, những vị thời danh, những tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Ngài Purana Kastapa Bất Lan Ca Diếp này là bậc lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Ngài Makkhali Gosala này, ngài Anjita Kesakampali, ngài Pakuntha Kachayana, ngài Sanchaya Bethitputta, ngài Nigantha Natabutta, này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh,
bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng. Vị này đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Sa môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng. Vị này đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Trong những bậc tôn giả Sa môn Bà La Môn này, những bậc lãnh đạo hội chúng, những bậc lãnh đạo đồ chúng, những bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, những bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, vị nào được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng đã sống nương tựa như thế nào? Ở đây, có một số người đã nói như sau: vị Purana Kastaba này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng đã không sống nương tựa Purana Kassaba. Thời xưa Purana Kassaba thuyết pháp cho đội chúng hàng trăm người. Ở đấy một đệ tử của Purana Kassaba nói lớn tiếng như sau: chư tôn giả, chớ có hỏi Purana Kastaba về ý nghĩa này. Vị ấy không biết ý nghĩa này. Chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này. Chúng tôi sẽ trả lời về ý nghĩa này cho chư tôn giả. Thở xưa, Purana Kastaba giang tay khóc lóc nhưng không được nghe theo. Chư tôn giả hãy nhỏ tiếng. Chư tôn giả hãy lặng tiếng. Những vị ấy không hỏi chư tôn giả. Những vị ấy hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy. Nhiều đệ tử của Purana Kassaba sau khi kích bác Purana Kassaba bỏ đi và nói: ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật này. Làm sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng, điều ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước ông lại nói như sau, điều đáng nói sau ông lại nói trước. Chủ trương của ông đã bị lật ngược, câu hỏi của ông đã bị bài bác, ông đã bị thuyết bại. Hãy đến giải vây lời nói ấy. Nếu có thể được gắn thoát khỏi lối bí, như vậy Purana Kassaba không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và sau khi cung kính, tôn trọng, các đệ tử đã không sống nương tựa Purana Kassaba. Trái lại, Purana Kassaba đã bị mạ lời những lời mắng nhiếc vì hành động của mình. Có một số người đã nói như sau: vị Makkhali Gosala này, vị Ajita Kesakampali, vị Putkutha Kachayana, vị Sanjana Bethathitputta, vị Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng đã không sống nương tựa Nigantha Nataputta. Thở xưa, Nigantha Nataputta thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây một đệ tử của Nigantha Nataputta lớn tiếng nói như sau: chư tôn giả, chớ có hỏi Nigantha Nataputta về ý nghĩa này. Vị ấy không biết ý nghĩa này. Chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này. Chúng tôi trả lời về ý nghĩa này cho chư tôn giả. Thuở xưa Nigantha Nataputta giang tay khóc lóc nhưng không được nghe theo. Chư tôn giả hãy nhỏ tiếng. Chư tôn giả hãy lặng tiếng. Những vị ấy không hỏi chư tôn giả. Những vị ấy hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy. Nhiều đệ tử của Nigantha Nataputta sau khi kích bác Nigantha Nataputta bỏ đi và nói: ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật này. Làm sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng, điều ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước ông lại nói sau, điều đáng nói sau ông lại nói trước. Chủ trương của ông đã lật ngược, câu hỏi
nói của ông đã bị bài bác, ông đã bị thất bại, hãy đến giải vây lời nói ấy nếu có thể gắn thoát khỏi lối bí. Như vậy, Nigantha Natabutta không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử không có sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Nigantha Natabutta. Trái lại, Nigantha Natabutta đã bị mạ lị với những lời mắng nhiếc vì hành động của mình. Có một số người nói như sau: Sa môn Gotama là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc tổ sư có thanh danh được quần chúng tôn sùng, và vị này được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Sa môn Gotama. Thuở xưa, Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của Sa môn Gotama ho thành tiếng. Một vị đồng phạm hạnh dùng đầu gối đập nhẹ vào người ấy và nói: Tôn giả hãy lặng tiếng, tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Trong khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho họ chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đằng hắn, không có một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình, kỳ vọng, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta được nghe. Ví như có người tại ngã tư đường đang bóp vắt một bánh mực ong nhỏ trong sạch. Và đại chúng đang sống nhiệt tình, kỳ vọng cũng vậy, trong khi Sa môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đằng hắn, không có một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình, kỳ vọng, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta sẽ được nghe. Các đệ tử của Sa môn Gotama sau khi cãi lộn với các vị đồng phạm hạnh, từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, các vị ấy vẫn tán thán bậc đạo sư, tán thán pháp, tán thán tăng, tự quở trách mình, không quở trách người. Chính không quở trách người khác, chính chúng ta thật bất hạnh, chính chúng ta thật thiếu phước, dầu chúng ta xuất gia trong pháp luật được khéo giảng như vậy mà không thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh cho đến trọn đời. Họ trở thành những người giữ vườn hay những người cư sĩ và sống thọ trì năm giới. Như vậy, Sa môn Gotama được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Sa môn Gotama. Đức Thế Tôn đã hỏi Sakun Udayi nghĩ lý do nào mà các đệ tử kính trọng Ngài. Kinh văn: Này Udayi, ông thấy nơi ta có bao nhiêu pháp mà do các pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn có 5 pháp mà do 5 pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Thế nào là 5? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ nhất con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Chính pháp này, Bạch Thế Tôn, là pháp thứ hai con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và tán thán biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào.
Chính pháp này mà Thế Tôn là pháp thứ ba con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàng tọa nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàng tọa nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ tư con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly. Chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ năm con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào Thế Tôn. Chính năm pháp này bạch Thế Tôn con thấy nơi Thế Tôn. Do năm pháp này các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào Thế Tôn. 364. Đức Phật nói về nhận định của Sakun Udayi. Đức Phật chỉ cho thấy đó là nhận định hời hợt, vì có nhiều đệ tử của Ngài cũng có năm pháp ấy với mức độ chuyên trì hơn, nhưng họ vẫn cung kính đối với Ngài. Kinh văn: Sa môn Gotama ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng cúng sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, có những đệ tử của ta chỉ ăn với một bát xá, chỉ ăn với nửa bát, chỉ ăn với trái cây quê lú ná, chỉ ăn với nửa trái cây quê lú ná. Và này Udayi, còn ta, có khi ta ăn hơn một bình bát này, có khi ta ăn nhiều hơn như vậy nữa. Sa môn Gotama ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi tôn trọng cung kính sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, những đệ tử ấy của ta sống nương tựa vào ta, chỉ ăn với một bát, chỉ ăn với nửa bát, chỉ ăn với trái cây quê lú quá, chỉ ăn với nửa trái cây quê lú quá. Những vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và đáng lẽ không tôn trọng cung kính, không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gotama biết đủ bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ bất cứ loại y nào. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, có những đệ tử của ta sống mặc phấn tảo y, mặc thô y. Những vị ấy lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, hay từng đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo sangati tăng già lê, họ mang loại áo ấy. Còn ta, này Udayi, có khi ta mặc vải y của cư sĩ cúng dường, các chỗ sờn mỏng được bệnh chắc lại với dây tơ cây bí trắng. Sa môn Gotama sống biết đủ với bất cứ loại y nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi tôn trọng cung kính sống nương tựa vào ta, thời này Udayi, những vị đệ tử ấy của ta sống mặc phấn tảo y, mặc thô y. Những vị ấy lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, hay từng đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo sangati, họ mang loại áo ấy. Những vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gotama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Nếu vì vậy, này Udayi,
các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này U Đá Dí, có những đệ tử của ta chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, không bỏ sót nhà nào, tự thỏa mãn với những món ăn mẩy mún. Khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi cũng không chấp nhận. Còn ta này U Đá Dí, đôi khi ta nhận ăn những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo, trong ấy các hạt đen được vứt bỏ, các loại canh, các loại trợ vị. Sa môn Gotama sống biết đủ bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Này U Đá Dí, nếu vì vậy các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này U Đá Dí, những vị đệ tử ấy của ta chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, tự thỏa mãn với những món ăn mẩy mún. Khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi cũng không chấp nhận. Những vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gotama biết đủ và bất cứ sàng tọa nào, và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Nếu vì vậy, này U Đá Dí, các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này U Đá Dí, có những đệ tử của ta sống dưới gốc cây, sống ở ngoài trời, những vị ấy trong 8 tháng không sống dưới mái che nào. Còn ta, này U Đá Dí, có đôi khi ta sống dưới những ngôi lầu có gác nhọn, có tô voi trong và ngoài được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa sổ khép kín. Sa môn Gotama sống biết đủ với bất cứ sàng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Và nếu vì vậy, này U Đá Dí, các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này U Đá Dí, các vị đệ tử ấy của ta sống dưới gốc cây, sống ở ngoài trời trong 8 tháng không sống dưới mái che nào. Những vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. Sa môn Gotama là vị sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly. Này U Đá Dí, nếu vì vậy các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này U Đá Dí, có những đệ tử của ta sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sau khi đi sâu vào trong rừng núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại các chỗ ấy và nửa tháng một lần mới trở về giữa tăng chúng để tụng đọc giới bổn. Còn ta này U Đá Dí, đôi khi ta sống đanh quay xung quanh bởi các tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo. Sa môn Gotama là vị sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly. Và nếu vì vậy, này U Đá Dí, các đệ tử cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta, thời này U Đá Dí, các vị đệ tử ấy của ta sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sau khi đi sâu vào trong núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại các chỗ ấy và nửa tháng một lần mới trở về giữa tăng chúng để đọc tụng đọc giới bổn. Những vị đệ tử ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. Như vậy, này U Đá Dí, các đệ tử của ta do 5 pháp này không cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và không cung kính tôn trọng không sống nương tựa vào ta. 365 nguyên nhân chánh kiến chánh đáng khiến các đệ tử Phật có lòng cung kính chân thành với bậc đạo sư. Do những người ấy tìm thấy ở Đức Phật những sở đắc sở chứng cao cả. Kinh văn: Này U Đá Dí, lại có 5 pháp khác. Do 5 pháp này các đệ tử của ta cung kính tôn trọng kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa vào ta. Thế nào là 5? 1. Giới hạnh tăng thượng. Ở đây, này U Đá Dí,
các đệ tử của ta thán phục tăng thượng giới. Sa môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu giới uẩn tối thượng. Này ông dí, chính đệ tử của ta thán phục tăng thượng giới, nghĩ rằng Sa môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu giới uẩn tối thượng. Đây là pháp thứ nhất. Này Ú Đá Dí, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Hai La Mã tri kiến vi diệu. Lại nữa, này Ú Đá Dí, các đệ tử của ta thán phục tri kiến vi diệu khi nói ta biết, giữa nghĩa là Sa môn Gotama có biết. Khi nói ta thấy, nghĩa là Sa môn Gotama có thấy. Sa môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với thắng trí. Sa môn Gotama thuyết pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Sa môn Gotama thuyết pháp có thần thông lực, Sapatitharijan, không phải không có thần thông lực. Này Ú Đá Dí, chính đệ tử của ta thán phục tri kiến vi diệu và nghĩ rằng, khi nói ta biết, nghĩa là Sa môn Gotama có biết. Khi nói ta thấy, nghĩa là Sa môn Gotama có thấy. Sa môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải không có thắng trí. Sa môn thuyết pháp với nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Sa môn Gotama thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có thần thông lực. Đây là pháp thứ hai. Này Ú Đá Dí, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Ba La Mã trí tuệ siêu việt. Lại nữa, này Ú Đá Dí, đệ tử của ta thán phục tăng thượng trí tuệ, và sự kiện này không thể xảy ra khi họ nghĩ rằng Sa môn Gotama là vị có trí tuệ và thành tựu tuệ uẩn tối thượng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên trong hiện tại, mà ngài không luận phá sau khi khéo léo nạn phá với chánh pháp. Này Ú Đá Dí, ông nghĩ thế nào? Các đệ tử của ta sau khi biết như vậy, thấy như vậy, có thể làm gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tiến nửa chừng không? Thưa không bạch Thế Tôn, này Ú Đá Dí, ta không chờ đợi sự giáo giới từ nơi những đệ tử của ta. Trái lại, chính những đệ tử của ta chờ đợi sự giáo giới từ nơi ta. Do vậy, này Ú Đá Dí, sự kiện này không thể xảy ra khi các đệ tử của ta thán phục tăng thượng trí tuệ và suy nghĩ. Sa môn Gotama có là bậc có trí tuệ và thành tựu tuệ uẩn tối thắng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên trong hiện tại, mà ngài không luận phá sau khi khéo léo nạn phá với chánh pháp. Đây là pháp thứ ba. Này Ú Đá Dí, mà các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Bốn La Mã tứ diệu đế. Lại nữa, này Ú Đá Dí, những đệ tử của ta bị đắm chìm trong đau khổ, bị đau khổ chi phối, đến ta và hỏi về khổ thánh đế. Được hỏi về khổ thánh đế, ta trả lời cho họ, ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của ta. Họ hỏi ta về khổ tập, khổ diệt đạo thánh đế. Ta trả lời cho họ, ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của ta. Đây là pháp thứ tư. Này Ú Đá Dí, mà các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Bài chánh kinh vẫn còn tiếp. Dạ, con đã đọc xong phân đoạn. Bài chánh kinh này đã xong. Con được xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi Quang Hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Tụ Tổ Tề Siêu, Tụ Tổ Giác Đẳng, Tổ Minh Hạnh, Đệ Tử Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thì đường truyện mấy hôm nay nó không có ổn định. Đường nét thì sao đó, không có ổn định. Cho nên là vô cứ không nghe, rớt. Rồi nghe đứt quãng, không được nghe được gì hết. Hy vọng là nói quý vị sẽ nghe. Khi nào mà không nghe được thì báo cho biết để chỉnh sửa lại. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay là chúng ta học cái bài kinh gọi là Mahasat Kuludaji. Gọi là đại kinh Sakuludaji. Thì cái bài kinh hôm nay đó là nói đến một cái nhân vật tên là Sakuludaji, là một cái người tín đồ của ngoại đạo của Bà La Môn giáo, của ngoại đạo. Và ông ta định đến để mà nói Đức Phật. Nhân một lần nọ, Đức Phật Ngài đi trì bệnh khất thực, rồi Ngài ghé ngang qua cái chỗ trú ngụ ở nơi đó. Thì gọi là Khổng Tước Lâm, Morani Qua Bá. Thì nơi đây đó thì Đức Phật đã ghé vào. Thì lúc đó khi mà Đức Phật Ngài ghé vào đó thì Sakuludaji mới bảo với những cái người đồng tu với mình, những người môn, những cái vị du sĩ khác đó, hãy yên lặng, không có nên ồn ào, cũng không nên nói chuyện nhiều, cũng không nên khuấy động nhiều. Thì sau đó thì Sakuludaji mới nói rằng sở dĩ mà Đức Phật được những cái vị đệ tử của Đức Phật, cũng như là những cái người ở bên ngoài đó, người ta cung kính Đức Phật á, bởi với lý do là Đức Phật theo ông, theo Sakuludaji thì ông nghĩ rằng là bởi vì Đức Phật Ngài ít ăn, rồi Ngài thiểu dục tri túc, rồi y phục vật thực sàng tọa và thước chữa bệnh, hay hoặc là Đức Phật có cái diễn ly. Thì chúng ta biết rằng là cái nhìn của Sakuludaji đó, nhìn nhận nhận xét về Đức Phật á, thì cái điều này nó cũng có một cái phần đúng, là hoàn toàn đúng hết. Bởi vì trong những điều mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho những vị đệ tử của Đức Phật á, thì trong đó có những cái pháp môn, những cái phương pháp mà Đức Phật Ngài dạy để cho những vị đệ tử của Đức Phật có thể tu tập, trao dồi. Thì ở đây nói một điều đó là Đức Phật Ngài nói là nếu như mà những vị đệ tử của Ngài sau khi học hỏi từ nơi Ngài xong rồi cũng thực hành theo những cái điều mà Đức Phật Ngài là Sakuludaji nêu ở đây, tức là ít ăn, để thiểu dục, về tri thiểu dục tri túc, về y phục vật thực sàng tọa và dược liệu, cũng như là sống diễn ly, thì chẳng lẽ như vậy thì những người đệ tử không còn cung kính Đức Phật sao? Đằng này đó thì những người đệ tử không vẫn cung kính Đức Phật, vẫn cung kính Đức Phật. Như chúng ta biết rằng là Đức Phật có dạy cho những vị đệ tử đó là thiểu dục tri túc thì đều có đó có. Bởi vì dù gì đi nữa thì cái nhu cầu ở trong cuộc sống và nó những cái bốn cái món vật dụng như là vật thực, rồi y phục, rồi sàng tọa hoặc là dược liệu, đó là bốn cái nhu yếu của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo
khi mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình đó, thì những cái điều đó nó cần, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình có thể lệ dưỡng hoặc là quá nhiều. Đức Phật dạy cho một điều đó là sống phải biết thiểu dục ở trong đó, cả cái việc ăn uống. Chúng ta đọc ở trong những cái bài kinh đó, nhiều khi rồi thấy là Đức Phật dạy cho chúng ta nhiều khi rồi những cái bữa ăn là cần phải quán tưởng vật thực đáng nhầm gớm, hoặc là dùng những cái món vật thực là ăn vừa ba miếng nữa no thì sẽ ngưng, không nên ăn quá no. Đó là cái cách để mà thiểu dục về muốn ít, hoặc là tri túc về cái thức ăn, cái thức ăn. Bởi vì chúng ta biết rằng nhiều khi mình nặng về ăn uống, hay là mình nặng về cái mình bỏ quá nhiều cái thời gian về ăn uống ngủ nghỉ đó, thì đó cũng là một cái điều mà trở ngại cho cái đời sống tu hành. Tại vì sao? Phần lớn là đời sống của những vị xuất gia tỳ kheo của Đức Phật đó, thì luôn luôn có một cái đời sống thức tỉnh ngày cũng như là đêm, để dành cái thời gian đó là để thực hành thiền tập, để dành cái thời gian đó là mình sẽ trau dồi. Chứ chẳng lẽ là mình bỏ ra một cái thời gian rất là nhiều để dành cho cái việc mà suy nghĩ về cái cách ăn uống, hoặc là ăn uống như thế này thế nọ, hoặc là mình ăn quá no thì nó sẽ sanh ra cái hôn trầm. Hôn trầm. Cho nên là cái hôn trầm là một trong những sự trở ngại cho cái đời sống thức tỉnh thiền tập ở trong ngày ngày cũng như là đêm. Bởi vì nếu người ta nói là buổi sáng là bữa ăn tốt nhất á, là để nạp năng lượng vào trong cơ thể, thì điều đó chúng ta thấy rằng đối với một cái vị tỳ kheo đó, thời Đức Phật đó, là ăn trước khi từ đứng bóng trở về buổi sáng, có nghĩa là cái thời giấc, thời điểm mà hợp thời nhất để mà mình dùng các cái vật thực, không phải ăn quá no, không phải là nhịn đói, cũng không phải là nhịn đói. Bởi vì cả cái lợi dưỡng và khổ hạnh, cái thụ hưởng và cái kham khổ, cái khắc khổ cho chính mình thì nó cũng không phải là những cái điều tốt. Bởi vì nếu mà mình thiên về cái sự thụ hưởng thì mình sẽ nặng nề về đó, rồi mình bị dính mắc vào trong đó. Còn cái mà mình thiên về cái theo cái truyền thống của Bà La Môn giáo, là một trong những cái sự hành trì là khổ hạnh hay là ép sát làm cho cái khắc khổ từ ở cơ thể, thì cơ thể chúng ta bị suy nhược, hoặc là cơ thể chúng ta bị đói khát, thì nó cũng không để yên, và có thể là phiền não sân tâm hay là những cái chướng ngại pháp đó, nó có thể sanh khởi từ đó. Cho nên ở đây đó là ở mức độ quân bình về vấn đề Đức Phật dạy là thiểu dục và tri túc ăn uống. Rồi vấn đề y phục cũng vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng y phục cũng là một trong bốn cái nhu yếu của một cái vị tỳ kheo, thì y phục cũng vậy thôi. Cái y phục là một trong những cái để như Phật dạy rằng một vị tỳ kheo mặc y là phải nghĩ rằng là y, hãy quán tưởng rằng y là một trong những cái để che cơ thể chúng ta, tránh đi cái sự lõa lồ, tránh đi những cái sự xấu hổ, hay là tránh đi những cái mũi mồm rắn rít gió mái, nắng nóng lạnh buốt thì do thời tiết. Thì đấy chi bận không phải mặc để không phải là để đẹp, mặc để che kín cơ thể, tránh đi những cái sự lõa lồ xấu hổ đó, hay hoặc là tránh đi những cái côn trùng đốt cắn như mũi hay là kiến vân vân, hoặc là gió nắng sương, trời lạnh hoặc là trời nóng, chúng ta mặc cái y phục đó là vừa chừng. Cái y phục này đó là khi chưa đưa vào trong cơ thể bận một ngày thì nó sẽ dơ thôi, nó sẽ dơ do bám vào trong cơ thể rồi mồ hôi toát ra đấy, thì nó sẽ dơ. Do vậy thì khi mà mình bận cũng mặc cũng phải là quán tưởng, quán tưởng.
Rồi bây giờ nói đến cái cốc liêu hay nơi trú xứ để ở, thì cũng phải là ở bên ngoài. Quý vị còn có nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị còn nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Ở bên ngoài đó thì người ta ở một cái trú xứ, nó phải vừa không phải là chỉ che nắng che mưa không, mà còn ở phải là đẹp nữa, phải là sang nữa. Chúng ta thấy có nhiều người ở các cái biệt thự, cái lâu đài cho to, rồi tất cả những gì người ta làm cho nó đẹp, cho nó sang trọng lên, để thể hiện cái tôi của mình đó, nó lớn. Còn đối với một vị tu sĩ thì ở một cái chỗ vừa che nắng che mưa, cánh tránh đi cái rắn rít mũi mọng nắng mưa đó, ở cái nơi mà nó vừa chừng để mà che nắng che mưa để tu hành thôi, chứ không phải là ở cái chỗ sang. Cho nên trong luật cái nhiều khi là trong phòng của mình ở, một vị tỳ kheo ở đó cũng không quá rộng. Để quá rộng thì mình sẽ chứa đồ rất là nhiều, chứa chất chứa những cái đồ tư hữu, cái đồ này đồ kia để mình xài nó nhiều, và cũng vừa chừng. Và do vậy đó thì đó là một trong những cái điều mà Đức Phật dạy cho một vị tỳ kheo, hướng dẫn cho vị tỳ kheo có một cái nhìn như vậy, để làm sao tâm mình nó thanh thản để tu tập. Hoặc là Đức Phật dạy về cái sự mà phương tiện để mà dược liệu chữa bệnh cũng vậy, nó cũng vừa chừng vừa chừng. Rồi Đức Phật dạy cho một vị tỳ kheo sống viễn ly, chính bản thân ngài cũng sống viễn ly. Viễn ly ở đây đó thì không phải là gồm có thân và tâm viễn ly đó. Ví dụ như là thân viễn ly đó, là một vị tỳ kheo thì phải cạo đầu đắp y mang bát, rồi ở một cái nơi thích hợp. Ở nơi thích hợp đó là có thể là các tự viện, các thiền viện, hoặc là các am cốc, cái nơi mà không phải là ở cái chỗ ở của ngoài đời, mà cái chỗ nơi nó thích hợp. Và dĩ nhiên đó là phải dẹp đi những cái sự ràng buộc của thế sự, ràng buộc của thế sự. Thí dụ như gia đình, sự nghiệp, rồi danh vọng, địa vị, lợi lộc gì đó, thì có lẽ là mình phải dẹp qua hết một bên, để rồi chấp nhận cho cái đời sống xuất gia. Cái đó là nói về cái thân diễn ly. Nhiều khi cái thân diễn ly này đó, thì giống như trong kinh Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo hãy luôn luôn suy xét ngày cũng như là đêm đó, ta nay hình tướng khác người. Ta nay hình tướng khác người. Hình tướng khác người là gì? Chúng ta đắp y, chúng ta cạo đầu, chúng ta giữ gìn giới luật, rồi chúng ta ăn nói cư xử nó như là một trong những cái hạnh của một cái vị xuất gia. Khác với ngoài đời, chúng ta cư xử thì nó cũng khác, nói chuyện ăn cũng khác, rồi suy nghĩ cũng khác, rồi hành động cũng khác với người ngoài đời. Đó là như vậy. Thì cái đó cũng mới chỉ là một trong những cái gọi là thân diễn ly thôi. Bởi vì thân diễn ly là cái hoàn cảnh để ngăn ngừa mình ở một cái trú xứ. Như là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy ở trong kinh Thập Thượng đó, là cái trú xứ thích hợp, cái trú xứ thích hợp để rồi mình có thể phát triển được cái đời sống tu tập của mình. Trong đó có cái gọi là ba tiru ba de sawaso, tức là một cái trú xứ nó thích hợp. Mà nó thích hợp ở đây là thích hợp gì? Thứ nhất là thích hợp cho cái đấng mà mình có cái thân diễn ly này, là một vị tăng sĩ ở một cái nơi thích hợp. Thứ hai nữa là nói thích hợp là để cho cái đạo tâm của mình nó có thể tăng trưởng được, giới định tệ của mình có thể tu tập được, duy trì và tu tập phát triển được. Đó là một trong những cái trú xứ gọi là trú xứ tích hợp. Trú xứ tích hợp. Còn nói về cái tâm viễn ly ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng là điều này nó là quan trọng. Quan trọng. Nhiều khi chúng ta có cái thân viễn ly, viễn ly, nhưng mà tâm chưa thật sự viễn ly. Mà cái tâm viễn ly nó rất là quan trọng. Cái tâm viễn ly rất là quan trọng. Bởi vì mình có ở đâu đi nữa mà tâm mình còn tham dục, còn phiền não dây đầy, còn sân hận, hoặc là tham dục
ưa thích cái này, ham cái nọ, vân 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 và vân vân. Thì khi mà tâm mình bị dính mắc ở trong cái cảnh nào đó, do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, mà mình dính mắc, mình không diễn ly được, thì cái đó được, và không diễn ly. Mà tâm diễn ly thì dù mình ở đâu đi vậy nữa, nhưng mà cái tâm của mình không để bị dính mắc ở trong ngũ dục, không bị dính mắc ở trong cái ưa thích. Ưa thích, và cái ưa thích thì nó nhiều thứ lắm. Khi mà Đức Phật dạy diễn ly đó là một hôm nay tâm mình tham bấy nhiêu, thì ngày mai chúng ta tu tập dần 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 thì cái tham của mình nó giảm bớt dần. Đó là có cái sự diễn ly. Hoặc là sân tâm của mình nó là sẽ là sân tâm nhiều, bây giờ chúng ta cũng không có sân tâm nhiều, giảm bớt. Hồi trước là mỗi chuyện là mỗi bực, trái ý nghịch lòng chút là giận dỗi khó chịu, bây giờ tập cái tâm xả là không có giận, bớt có giận, giảm từ từ đi. Rồi cái sự hiểu Phật Pháp của mình nó cũng khác đi với trước đây. Thì cái đó là một trong những cái cách mà giúp cho cái tâm của mình nó có cái sự diễn ly ở trong đời sống. Thì ở đây đó, khi mà Sakuludaji nhận định về Đức Phật, do như vậy Đức Phật đã ít ăn thiểu dục, y phục vật thực, sàng tọa dược liệu và sống diễn ly như vậy, cho nên đệ tử của Ngài cũng như là những người bên ngoài đó từ đó cung kính và quy ngưỡng Ngài. Thì cái điều này Đức Phật Ngài nói là cũng chưa hẳn hoàn toàn. Và do đó thì Đức Phật Ngài mới nói như thế này nè. Ngoài cái điều đó ra đó, ngoài năm điều đó ra đó, thì Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là Ngài còn có pháp khác. Bởi vì cho đến ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng là cái lời dạy của Đức Phật qua những gì Ngài thuyết giảng ở trong kinh điển, trong Tam Tạng kinh điển, thì chúng ta thấy đó là những cái sự thực nghiệm của chính Ngài và đã trải qua. Đức Phật Ngài nói là cái điều thứ nhất á, ở đây ngoài năm điều khi nãy đó, thì ở đây những người đệ tử hay là những người không phải là đệ tử của Đức Phật, thì những người này luôn luôn có một cái sự cung kính Đức Phật và nương tựa ở nơi Đức Phật. Ví dụ như ngày nay chúng ta nương tựa ở nơi giáo pháp, nương tựa ở nơi Đức Phật, nương tựa ở nơi tăng chúng. Mình nói mình nương tựa, ví dụ như Buddhang Saranang Gacchami hay là Thammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, trở về quy ngưỡng hay là nương tựa ở nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng như vậy. Thì bây giờ đối với hình ảnh của Đức Phật á, thì cái điều thứ nhất ở đây Ngài nói Ngài có cái tăng thượng giới. Tăng thượng giới sao? Ở đây đó là ví dụ như người ở ngoài, người khác á, thì họ không có thanh tịnh về giới, hoặc là thanh tịnh một chỗ nào đó, một khía cạnh nào đó, chứ không có thanh tịnh hoàn toàn. Trong 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 kinh thì gọi là giới lấm lem, giới bể dục. Thì ở đây đó, đối với Đức Phật ấy, thì Ngài ở trong trường hợp nào thì Ngài cũng có cái gọi là thanh tịnh về giới đó. Thanh tịnh về giới, giới của Ngài luôn luôn thanh tịnh, giới của Ngài luôn luôn thanh tịnh. Thì cái việc mà giới thanh tịnh mà gọi là giới hạnh tăng thượng ở đây, thì có thể nói là giới của một bậc thánh, giới của bậc hoàn toàn giải thoát. Cho nên là đối với một người ta đó, người ta có nhiều cái cách. Ví dụ như mình thấy rằng là có người đó, thì người ta dùng đệ tử hay dùng môn đồ của họ để che đậy, hay là tung hô, hay là tán thán một cách gián tiếp hay là trực tiếp cái người thầy của mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không. Đức Phật thì dù là ở nơi thôn sâu, ở nơi mà thâm sơn cùng cốc, hay hoặc là ở nơi cái phồn hoa đô hội đó, thì Ngài cũng vẫn là Ngài. Tức là không có một cái điều gì mà từ ở cái suy nghĩ phạm cái sai lầm
đem đến tổn hại cho mình, tổn hại cho chúng sanh khác. Rồi từ ở trong cái hành động hoặc là lời nói không có làm tổn hại bất cứ sinh vật nào, bất cứ chúng sinh nào. Thì đối với Đức Phật á, là dù là ở cái nơi phồn hoa đô hội, ví dụ như chúng ta biết rằng trong kinh thì Đức Phật Ngài nói rằng thí dụ như có những pháp á, mà mình tránh né, xin lỗi, có những cái pháp á, mà mình đối kháng không nổi, phiền não mà mình đối kháng không nổi thì mình cần phải có cái sự tránh né. Thì đối với người phàm phu, người tu tập của mình là vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng Ngài ở đâu cũng vậy, dù ở cái nơi đó mà người ta phồn hoa đô hội, cái chỗ mà mình thấy rằng có những cái điều mà để sanh pháp bất thiện, cái hoàn cảnh để sanh pháp bất thiện lên, thì đối với Đức Phật Ngài vẫn có cái sự thanh tịnh đó. Hay hoặc là ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng vậy. Bởi vì một người ở trong kinh mà sợ hãi và kiếp đảm đó, thì khiếp đảm đó, thì Đức Phật Ngài nói ở trong đó, nhớ là một điều đó, nếu một người mà ở cái nơi rừng núi đó, do rằng họ không dám ở rừng núi quan vắng là gì, họ nghĩ đến cái giới hạnh của họ không được tốt, cho nên họ sanh ra cái sự rai rứt, họ sanh ra cái tâm rai rứt ăn năn khó chịu, cho nên họ rất là sợ hãi, họ không thể ở một cái nơi rừng sâu được, ở nơi thâm sơn cùng cốc được. Nhưng mà ở đây đối với Đức Phật thì dù trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào, thì Đức Phật Ngài luôn luôn có cái giới hạnh. Và cái giới hạnh ở đây đó xem như là giới quẩn của tối thượng của một bậc chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy rằng ở trong kinh có ghi lại đó là Ma Vương đó, suốt cái quãng đời của Đức Phật đó, Ma Vương cũng theo dõi Đức Phật, theo dõi bằng cách là coi cái hành vi cử chỉ của Đức Phật, suy nghĩ của Đức Phật, lời nói của Đức Phật, coi có những cái nào mà có những cái gì mà nó lỗi lầm hay không, nhưng mà hoàn toàn cũng không thể tìm ra. Ở đây là nói đến cái giới của một bậc chánh đẳng chánh giác, cái giới mà vượt lên trên tất cả. Như chúng ta biết rằng đối với bậc Tu Đà Quần thì cái giới của những vị ấy cũng đã thanh tịnh rồi, chứ đừng có nói đến cái bậc chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật. Cho nên gọi là cái giới mà thanh tịnh, giới hạnh tăng thượng ở đây là chỉ cho một bậc đáng tôn kính, một đáng tôn kính. Chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài đi đến đâu thì những vị đệ tử của Đức Phật luôn luôn quý trọng Đức Phật, kính trọng Đức Phật. Và điều đó, đó là chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, Ngài có những cái phận sự, có gọi là năm cái phận sự. Từ ở buổi chiều Ngài thuyết pháp cho những người cư sĩ, buổi tối thì Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo, rồi buổi khuya lại thì Ngài thuyết pháp cho chư thiên, sáng lại thì Ngài quán tưởng chúng sinh, rồi những vị nào mà những chúng sinh nào nên tế độ thì Ngài sẽ trì bình khất thực để một Ngài tế độ. Thì điều đó đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật luôn là một cái vị mà mang lại cái sự lợi ích cho chư thiên và loài người. Và điều đó đó qua cái giới hạnh của Đức Phật, mình biết rằng là cái giới hạnh của Đức Phật đó, thì mình nhìn vào Ngài thì tự động có một cái, nếu có cái duyên lành thì tự động có một cái cảm kính và có cái quý mến từ nơi một cái bậc mà toàn giải thoát. Đặc biệt là Ngài đã có một cái giới hạnh cách viên mãn. Cho nên điều này đối với ngoại đạo thì chúng ta thấy rằng là họ không được như vậy. Họ không được như vậy. Họ có thể lấm lem đầu này hoặc lũng lỗ ở chỗ kia, vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì dù là ở nơi thâm sơn cùng cốc hay là nơi nào đi nữa, thì một bậc mà như Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì Ngài có cái thành tựu về giới hạnh tăng thượng. Và giới hạnh tăng thượng đó xem như là cái phần giới quẩn của Ngài được hoàn toàn, hoàn toàn. Do vậy đó thì những người đệ tử của Đức Phật cung kính Đức Phật, cho đến là những cái người ngoại đạo cũng vậy, khi thấy Đức Phật thì họ cũng đều là vừa cung kính mà vừa đáng kính nể,
vừa đáng kính sợ. Là vì sao? Là người không phải là Đức Phật ngày có một cái gì đó đem đến tổn hại họ, nhưng mà bởi vì dù là ở nơi đông người thì ngài cũng luôn luôn dõng dạc là một bậc trưởng phu, hay là dù ở cái nơi thâm sơn cùng cốc thì ngài cũng là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Cho nên là khi mà ngài xuất hiện ở đời thì ngài như là một cái vị pháp vương, từ một vị pháp vương đó là pháp vương là một vị vua về pháp. Khi mà ngài tuyên thuyết về những điều gì đó thì đối với những người mà có duyên lành thì đều được toàn quy phục. Còn đối với những người mà người ta có thể chống đối ngài đó thì người ta luôn luôn khiếp sợ từ ở nơi cái giới hạnh của Đức Phật và những cái gì mà Đức Phật ngài tuyên thuyết, đó là sự thật. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái tri kiến đặc biệt của Đức Phật. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng cái gì mà đối với ngài, ngài biết, ngài thấy, ngài biết như vậy đó. Thì ở đây khi mà ngài biết, ngài thấy, biết thấy gì? Biết thấy cái sự thật, sự thật ở đó. Và khi mà ngài tuyên thuyết á, thì ngài tuyên thuyết bằng với cái trí của một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài biết được cái nhân duyên của chúng sinh đó có duyên lành ở mức độ, rồi là ở đây đó là cái duyên lành của người đó sâu hay rộng, người đó cạn hay là sâu, và cái phinh hướng của những chúng sinh đó. Cho nên là những cái người mà được ngài thuyết pháp á, thì phải nói rằng phải có cái duyên chứ, có cái duyên. Mình nói một điều đó là có cái duyên mới có thể là nghe được pháp Đức Phật. Mà có cái duyên á, thì mới từ ở nghe được pháp Đức Phật mới có thể được nhiều cái lợi lạc. Lợi lạc là thí dụ như mà mình nghe, mình có niềm tin á, mình cũng được sanh thiên. Nếu có Đức Phật mình được sanh thiên. Còn nếu chúng ta tu tập á, thì tùy theo cái mức tu tập của chúng ta, cái việc mà tu tập của chúng ta thì chúng ta sẽ được lợi lạc nhiều hơn nữa, tức là chứng quả vị thánh nhân, hoặc là có cái duyên lành ở trong chánh pháp để gặp ở trong chánh pháp, tiếp tục tu tập đến mức độ, đến một lúc nào đó thì cái pháp độ ba la mật được đầy đủ thì được giải thoát. Thì cái tri kiến của Đức Phật á, là khi mà ngài thuyết pháp á, là với cái trí của một vị chánh đẳng chánh giác, bằng cái sự thấy, sự biết của chính mình, chứ không phải là nghe ai nói đó đồn rồi khác lại, hoặc là từ ở một cái kinh nghiệm của tiền nhân nào đó ghi lại rồi bây giờ nói lại, nói theo. Không phải, mà chính ngài. Cho nên là chúng ta khi mình tụng kinh, chúng ta tụng kinh thì nói rằng đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc A-la-hán, rồi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, tức là tự giác ngộ. Đức Phật á, là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên là ngài tìm ra cái nguyên lý đó, tìm ra cái nguyên lý đó, và ngài đã tự giác ngộ giáo pháp, và cũng chính giáo pháp do ngài thực hành mang lại cái quả vị Phật, mang lại cái quả vị Phật. Cho nên điều đó là điều sự thật. Khi mà ngài thuyết pháp như vậy đó thì thuyết pháp do cái nhân duyên, thuyết pháp á, là do cái nhân duyên của chúng sinh đó đối với giáo pháp hay hoặc là đối với Đức Phật. Vì vậy chúng ta thấy rằng là trong Cha Tát Cá nêu về những cái mẫu chuyện, có thể là những cái mẫu chuyện đó liên quan đến cuộc đời của Đức Phật hoặc là những vị thánh đệ tử của Đức Phật, nhằm để nói lên cái mối nhân duyên đó, cái mối nhân duyên giữa Đức Phật và những vị thánh đệ tử Đức Phật, hay hoặc là những người khác có cái duyên lành ở trong giáo pháp này, là như vậy. Rồi bây giờ là Đức Phật ngài thuyết pháp đó với cái điều mà mang đến cái sự thành tựu về thần thông thánh trí, thần thông. Ví dụ như quý vị biết rằng là cái người tu tập cũng vậy. Đức Phật thuyết từ pháp thấp lên cao, từ cái dễ thực hành cho đến cái khó thực hành.
cái khó thực hành. Như vậy á, thì cái người nghe đó tu tập nó tuần tự, gọi là tuần tự giáo pháp, nói đến của bố thí, nói đến quả báo của cõi trời, rồi lần lượt là nói đến giới hạnh, rồi nói đến cái sự diễn ly xuất ly đối với các dục. Thì Đức Phật ngày nói như vậy, nói từ cái việc dễ làm mà chúng ta có thể làm được, rồi đến cái việc mà khó làm nhất là chúng ta xuất ly phiền não. Thì cái điều đó Đức thật sự là khó hành, nhưng mà Đức Phật dạy cho những điều đó. Thì cái người mà đạt được thần thông thắng trí, Đức Phật ngày biết được cái tâm ý. Ví dụ như nói rằng là ngài có tâm minh, nói như là ngài có tâm minh, có cái túc mạng minh, biết được cái đời sống của mình và những chúng sinh khác, có cái sanh tử minh, tức là biết cái hạnh nghiệp nào của mình và những chúng sinh khác, hạnh nghiệp nào như vậy. Cho nên là cái hạnh nghiệp nào như vậy đó, ra sao, hạnh nghiệp gì, ra sao ở mỗi cảnh giới, rồi tái sanh ở cảnh giới nào, sống ở cảnh giới nào, do hạnh nghiệp gì, thì Đức Phật ngài đều biết rõ. Và giống như là ngài nói về cái việc mà một người mà tu tập để đưa đến, hướng đến sự giải thoát đó, thì cũng phải trải qua cái việc mà thực hành giới, thực hành thiền định, rồi chứng thành tựu được về tuệ, cũng như vậy. Thì cái người mà Đức Phật ngài hiểu được cái khuynh hướng của chúng sanh và cái cơ duyên của chúng sanh, rồi cái điều mà Đức Phật ngài thuyết pháp đó, nó cũng tùy tương ứng với những cái căn duyên của chúng sanh, chứ không phải là không tương ứng, tương ứng với căn duyên của chúng sanh. Và do vậy đó thì chúng sanh thành tựu được từ thấp lên cao, từ cái việc mà tạo được cái thiện nghiệp lành để sanh cảnh giới an vui, hay hoặc là từ cái việc mà một người tu chứng thiền định để chứng đắc được các cái thần thông thắng trí, chứng được các cái thiền chứng, thì cái người đó họ cũng phải là do cái duyên lành mà họ gặp, mà Đức Phật ngài thuyết pháp được đến những cái điều đó, để rồi những người đó họ có thể thành tựu được cái thần thông thắng trí, hay là họ hiểu được cái điều mà Đức Phật ngài dạy, để rồi họ cung kính Đức Phật. Cho nên ở cái trường hợp nào Đức Phật á, một điều á, là trong kinh, nếu mà mình đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng là có những người Đức Phật ngày gặp đối tượng nào thì ngài sẽ giảng pháp đối với cái đối tượng đó. Thí dụ như là những cái người nông dân thì Đức Phật ngày thuyết pháp cho những cái người nông dân, những cái người làm quan thì Đức Phật thuyết pháp cho những người làm quan, rồi những người buôn bán thì ngài thuyết pháp cho những người buôn bán, những vị vua thì ngài thuyết pháp cho những vị vua, những vị sa môn đệ tử của Đức Phật, những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thì ngài thuyết pháp cho những vị đệ tử của Đức Phật, rồi những vị ngoại đạo, những người ngoại đạo thì Đức Phật ngài cũng có khi cũng thuyết pháp cho những người ngoại đạo. Thì từ đó đó, ở điều đó đó, cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài cũng tùy cái nhân duyên, tùy vào cái căn duyên của mỗi chúng sanh mà ngài thuyết pháp. Từ đó đó chúng ta thấy rằng cái đối tượng nào đó cũng có thể quy kính Đức Phật, cung kính Đức Phật, cũng có thể tôn trọng đảnh lễ Đức Phật và cung kính Đức Phật, và họ tìm đến cái cách gọi là nương tựa Đức Phật. Cho nên nhiều khi đó chúng ta thấy rằng ngoại giáo thì người ta thường là những vị Bà La Môn, những vị du sĩ Bà La Môn thường thường là người ta chú trọng, hoặc là người ta học được một cái môn nào đó từ ở trong các cái khả năng, kỹ năng của họ do các bậc tiền nhân ghi lại, rồi họ nghĩ họ thông suốt những cái điều đó, những cái pháp, những cái bộ môn đó, rồi họ đem ra họ lý luận, hoặc có khi họ tìm Đức Phật hoặc là những vị đệ tử của Đức Phật để họ tranh luận, cũng có. Nhưng mà đó để cho chúng ta thấy rằng họ dựa trên cái kinh nghiệm của những tiền nhân của họ, để rồi họ đấu lý hay là họ tranh luận với nhau để tạo cái sự hơn thua. Còn đối với Đức Phật thì không phải là muốn hơn thua đối với họ,
mà những điều mà Đức Phật Ngài tuyên thuyết đó, thì đều là dựa trên cái sự chứng đắc của chính Ngài, thành tựu bằng cái tri kiến của chính Ngài. Và những điều đó là nó là những cái trinh, nó là những cái trải nghiệm qua biết bao nhiêu kiếp của một vị chánh đẳng chánh giác quân tu về hạnh trí tuệ. Cho nên điều đó đó Đức Phật Ngài thuyết pháp là có thể tùy duyên, và tùy giống như là một trong những cái đám mưa, mà khi mà mưa xuống á thì sẽ tùy theo cái cây để hưởng cái lượng nước, tùy cây cỏ nhỏ thì hưởng theo lượng nước ít, cây cỏ lớn hưởng nước nhiều một chút, cây lớn một chút thì hưởng nước nhiều một chút, cây to thật to thì sẽ hưởng được một cái lượng nước rất là nhiều, thì tùy theo mỗi chúng sanh. Cái điều nữa đó là thứ ba ở đây là nói đến cái trí tuệ của Đức Phật. Cái trí tuệ của Đức Phật, chúng ta thấy rằng là để mà khi Đức Phật Ngài nói rằng Sakulu Đa Chí là để mà Ngài thành tựu về cái tăng thượng trí, thì ở đây đó là Ngài muốn nói rõ là sở dĩ mà được như vậy, và đối với sở dĩ chúng sanh mà luân hồi sanh tử đó, thì phải nói rằng là do cái hạnh nghiệp của chúng sanh, do cái phiền não, cho nên chính cái phiền não nó dẫn đến cái luân hồi sanh tử khổ đau. Và đối với Đức Phật thì Ngài thành tựu cái trí, tức là biết được những cái pháp nào đưa đến cái sự thoái đọa chúng sanh, biết được cái pháp môn nào đưa đến cái sự tiến hóa cho chúng sanh, và Ngài để những điều đó đó, bởi vì khi mà Ngài giảng cái điều gì bằng với cái trí tuệ của Ngài, trí tuệ mà một bậc chánh đẳng chánh đắc, chánh đẳng chánh giác giác ngộ, thấy rõ được cái nhân sanh khổ, hay là thấy rõ được cái điều mà sở dĩ mà chúng sanh khổ đó, nó không, thí dụ như một người mà ở trong cái lẩn quẩn của chính mình đó, trong cái dòng lẩn quẩn đó, thì mình chỉ thấy rằng cái khổ nó cũng chỉ là cái khổ, rồi xong cái hết khổ, mà cái cảm nhận của một cái người nhận khổ đó, thì nó cũng chỉ là một trong những cái đơn thuần là thấy những cái khổ xung quanh của chúng ta, những cái mà chúng ta thấy rằng không được như ý là khổ, rồi là sanh là khổ, bệnh là già là khổ, thì cái đó nó cũng chỉ là đơn thuần. Nhưng mà cái sâu xa, cái ngóc ngách sâu xa của cái tiềm ẩn của chúng sanh thì cái khổ nó bắt nguồn từ ở nơi cái phiền não mà ra, từ nơi cái tham mái, từ nơi cái vô minh, từ nơi cái sự chấp thủ mà dẫn đến cái hành động, cho nên là có cái sự hiện hữu. Vì vậy cho nên chúng sanh phải khổ. Và đối với cái trí tuệ của Đức Phật á, thì Ngài, bởi vì sở dĩ mà chúng sanh khổ là bắt nguồn từ ở cái tha mái đó, cái phiền não đó, mà Đức Phật á, thì Ngài thấy rõ được cái ngóc ngách của nó, cái ngóc ngách ở đây đó là chính là cái phiền não, do phiền não mà chúng sanh phải là luân hồi khổ đau. Về như vậy đó, thì khi mà Đức Phật Ngài thể hiện về cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác, hay là đối với Ngài giống như là Ngài giác ngộ, thì ở trong cái gọi là thành tựu tam minh của một vị chánh đẳng chánh giác, thành tựu cái gọi là cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái trí tuệ này đó là phải nói là thấy luôn cả vạn vật, biết rõ thấu suốt được những cái sự vận hành có mặt của chúng sanh, hiện hữu của chúng sanh, rồi cái pháp nào dẫn đến cái sự ô nhiễm chúng sanh luân hồi sanh tử khổ đau, thì đối với Đức Phật Ngài hiểu rõ ở trong mỗi cảnh giới đó, đối với một cái trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên là có khi đó là Ngài trình bày về những cái điều mà sự thật, về những cái điều mà Ngài đã tự chứng thấy rõ, biết rõ và giác ngộ được. Cho nên ở trong cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác thì nó không có ngần mé, nó không có giới hạn, nó không có giới hạn. Và do vậy đó thì
khi mà ngài, chúng ta thấy rằng ngài ngài thể hiện một cái điều gì khi mà huấn từ các vị đệ tử, hay là những cái bài pháp qua những cái điều mà Đức Phật ngài giảng ở trong lời dạy của ngài, thì đều là thể hiện của một bậc đại trí tuệ, một bậc đại trí tuệ. Từ việc đó đó cho chúng ta thấy rằng là đệ tử của Đức Phật cho đến là những cái vị ngoại đạo đó, người ta cũng đều kính phục và quy ngưỡng, thậm chí là người ta sẽ trở về nương tựa từ nơi Đức Phật, nương tựa ở nơi Đức Phật. Cho nên là những cái điều mà khi nãy mà khi ban đầu đó là Sakuludayi nói về Đức Phật, về thiểu ít ăn và thiểu dục, y phục vật thực, trú xứ chữa bệnh và liễm ly, thì nó cũng chỉ là một phần thôi, cũng chưa phải là hoàn toàn, để cho là những vị đệ tử của Đức Phật hay là những người ngoại đạo đó họ có thể cung kính và tìm đến nương tựa Đức Phật đó. Như vậy. Và cái điều thứ tư ở đây đó là nói đến cái việc mà Đức Phật ngài thấy rõ cái nguyên nhân của cái sự thật ở trong cuộc đời này. Chúng ta biết rằng trong khoảng thời gian dài không có Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời đó, quả địa cầu của chúng ta có thể là được trong kinh ghi chép lại là khoảng 5 vị Phật ra đời. Thì đã ra đời hết, kể luôn cả Đức Phật Gotama của chúng ta thì đã 4 vị Phật rồi. Thì trước Đức Phật Gotama của chúng ta là Đức Phật Kassapa. Cái khoảng thời gian dài đó thì không ai tìm ra cái nguyên lý thật của nó, cái sự thật của nó. Mà sự thật ở đây đó là Đức Phật ngài nói đến cái sự khổ của trong cuộc đời này. Tức là sự khổ mà hiện thật như là được miêu tả. Hay là ngài nói rằng cái nguyên nhân đưa đến cái khổ đó là một sự thật nữa. Sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba nữa đó là cái sự chấm dứt khổ. Hả, nói đến sự khổ thì phải có cái sự chấm dứt khổ. Sự chấm dứt khổ đó là niết bàn, tịch tịnh. Rồi cái sự thật thứ tư nữa đó là phương pháp hay con đường đưa đến chấm dứt khổ. Đức Phật ngài nêu đến sự khổ đó là sự thật. Bởi vì gọi là sắc chá là sự thật. Dù là khổ đế hay là tập đế hay là diệt đế hoặc là đạo đế, thì cái đó sự thật. Ngàn đời Đức Phật, chư Phật ba đời cũng đều thuyết giảng về những điều đó. Cho nên khi mà Đức Phật ngài tìm ra thấy được cái sự thật này để ngài tuyên thuyết giữa cuộc đời này, giữa cái thế giới này, thì trước tiên đó Đức Phật ngài nói đến cái khổ. Và sự thật ra thì khi chúng ta nói đến khổ, cái khổ mà chúng ta cảm nhận thì chỉ là những cái khổ sơ lược của bên ngoài thôi. Sơ lược mà chúng ta có thể cảm nhận qua cái sự suy nghĩ, hay là chúng ta có cái cảm giác từ nơi cái cảm thọ của chúng ta, để chúng ta dù là thân hay là tâm, chúng ta có sự cảm thọ, chúng ta cảm nhận vậy, như vậy thôi. Nhưng chúng ta cũng chưa đủ có cái sức để mà thấy rõ, mà đối như như trong kinh nói đó là cái thấy rõ được cái sự khổ của bậc thánh, mà Đức Phật ngày nêu cái sự thật. Vì vậy cho nên là nói là tứ diệu đế là 4 cái sự thật đặc biệt cao siêu, cao sâu, hay là nói tứ thánh đế, tức là bậc thánh giác ngộ về 4 sự thật này. Cho nên là đối với một cái vị mà như Đức Phật, ngài cũng được gọi là một vị A-la-hán chánh đẳng giác đó. A-la-hán chánh đẳng giác, ngài là một bậc mà thấy rõ được cái sự khổ đó. Cho nên là vì vậy đó, sau khi mà ngài giác ngộ với cõi cây bồ đề, ngài mới thấy rõ là vì chính cái luân hồi này là khổ đau, cho nên là ngài nêu rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, ngươi thân tâm ta đạt tịch tịnh. Đức Phật ngài nói vậy, tức là cái người mà xây dựng nên có ngôi nhà sanh tử, tức là thân ngũ uẩn của chúng ta, mà bao nhiêu kiếp chúng ta tái sanh tử kiếp người kiếp, rồi khổ cảnh, rồi những cái cảnh giới khác đó, thì cái luân hồi đó nó tạo ra, mà cái gì tạo nên cái căn nhà này, cái thân ngũ uẩn này, là do phiền não cột kèo nó xây dựng nên, và đó là chính là chỉ cho phiền não. Đức Phật ngài mới thấy rõ được đó.
Cho nên cái khổ ở đây đó là cái mà chúng ta sanh tử như trong kinh mô tả là sanh già bệnh chết cầu muốn không được thương yêu xa lìa, vân vân. Tóm lại là do có cái sự chấp thủ dính mắc ở trong năm quẩn của mình, cho nên là khổ. Rồi chúng ta có cái khổ của luân hồi. Có sanh thì phải có diệt, có sanh phải có tử. Thì cái điều đó là điều mà chắc thật. Cái điều nữa đó là cái nguyên nhân đưa đến khổ, tức là tập đế. Cái nguyên nhân đó là sự thật, mà cũng từ là do tham ái mà ra. Tập đế là tham ái. Chúng ta ham có mặt ở trong cuộc đời này, dù là cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc, cũng bắt nguồn từ ở cái ái tham đó mà ra. Ái tham đó mà ra. Rồi chúng ta ham có cái này, có cái kia để chúng ta sở hữu. Thì khi mà có cái này, cái kia sở hữu thì chúng ta bị dính mắc. Hay hoặc là chúng ta ham để thỏa mãn ở trong các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gì đó. Cho nên là chúng ta muốn thụ hưởng những đó, thỏa mãn những cái thứ đó. Cho nên chúng ta có mặt những cái thứ đó, có những cái thứ đó, cho nên là chúng ta bị dính mắc trong đó. Cho nên là khổ là vậy. Nếu mà Đức Phật Ngài nói là nếu mà mình không có tham ái á, thì mình đâu có tái khởi sanh tử luân hồi. Mình không có tham ái á, thì mình không có ham sở hữu cái này, sở hữu cái kia đâu. Thụ hưởng cái này hoặc là thụ hưởng cái nọ, không có. Như vậy thì mình đâu có khổ. Mà cái sự thật thứ hai ở đây là nói đến cái tham ái. Dục ái, sắc ái hay là vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái hay là phi hữu ái. Thì cái ái đó nó cũng điều chỉ cho cái tham ái của cái tâm hà của chúng ta. Cái tham ái từ đó mà ra nó khổ. Rồi là chúng ta thấy rằng là nêu đến cái sự thật thứ tư, tức là chỉ cho cái sự tịch tịnh của Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái để người ta đạt được, để cho chúng sanh đạt được, để cho những người tu tập đạt được. Và khi nào mà mình lìa khỏi những cái phiền não tham ái thì chúng ta gọi là Niết Bàn. Hay là khi nào mà chúng ta không có hiện khởi của pháp hữu vi nữa. Hữu vi ở đây dù là thân hay là tâm, có thể nói là như vậy. Khi nào mà không còn dính mắc ở trong ngũ quẩn nữa, không còn chấp thủ ở trong ngũ quẩn nữa, thì tự động là có được cái sự tịch tịnh của Niết Bàn. Niết Bàn là chấm dứt hoàn toàn hiện khởi của pháp hữu vi, trong đó có pháp ngũ quẩn. Niết Bàn là sự chấm dập tắt hoàn toàn những cái phiền não ở nội tâm, trong đó có vô minh, tham ái và chấp thủ. Như vậy đó là tịch tịnh, cái sự tịch thứ ba, sự thật thứ ba. Và cái sự thật thứ tư nữa đó là chỉ cho cái phương pháp hay là con đường. Bởi vì Đức Phật Ngài nêu lên sự khổ, có thể là nguyên nhân đưa đến khổ là nhân quả, nhưng mà diệt đế cái đó là một cái trạng thái của một người đạt được. Đạt được là do chấm dứt được cái phiền não. Mà muốn chấm dứt được phiền não thì thực hành cái con đường đạo đế. Thực hành cái con đường đạo đế. Và đây là một cái phương pháp, như là nói là đây là một con đường đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Ekayano Maggo, tức là con đường độc nhất hay con đường duy nhất. Mà đối với con đường độc nhất hay là duy nhất ở đây, tức là những điều đó Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết. Khi có một người hỏi về Ngài về những điều này thì Đức Phật Ngài đều giải thích, trả lời cho họ về những cái điều mà họ cần hỏi, hỏi về những sự thật đó. Cho nên khi Đức Phật trả lời đó là nói đến là khi Đức Phật giác ngộ, Ngài tuyên thuyết cho những đệ tử của Ngài đó, thì khổ, tập, diệt và đạo. Đạo là phương pháp hay là con đường để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vì nhờ thực hành giới, mà đối với Đức Phật á, là một vị hoàn hảo, toàn thiện về cái giới. Rồi Ngài là một vị mà đạt được tăng thượng giới, tăng thượng định và tăng thượng tuệ. Như vậy thì Ngài đã thành tựu. Và khi đó Đức Phật Ngài đã trả lời cho hết những điều đó, cho những người, những ai mà cần hỏi đến những điều đó.
những cái sự thật đó thì Đức Phật đều là giải thích hết. Như vậy thì ở đây đó, qua cái bài kinh này, chúng ta thấy rằng là Sakuludayi nhận xét về Đức Phật, cũng như là những người ngoại đạo nhận xét về Đức Phật, về năm cái điều mà Đức Phật Ngài có là ích, an, thiểu, dục, y phục, vật thực, xứ thứ sàn tọ và diễn ly đó, dược liệu và diễn ly đó, thì cái điều đó nó cũng chỉ là một phần thôi, cũng chưa phải hoàn toàn. Mà bởi vì Ngài thành tựu về giới hạnh tăng thượng, Ngài thành tựu về tri kiến di diệu, Ngài thành tựu hoàn toàn về cái trí tuệ cái trí tuệ tăng thượng đó, siêu việt đó, như là một cái sự thể hiện của trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác. Và thứ tư đó là khi có một ai hỏi về tứ đế, hỏi về bốn sự thật đó, thì Đức Phật đều luôn dạy, giảng dạy cho họ một cách rành mạch rõ ràng, không phải là chỉ một cái lý thuyết suông, mà là những cái phương pháp để thấy rõ về những sự thật đó, để rồi tu tập đoạn trừ hay chứng đắc hay là cần biết, thì điều đó Đức Phật Ngài đã trình bày một cách rõ ràng. Do vậy đó thì những người đệ tử của Đức Phật, do vậy họ mới kính trọng Đức Phật, quý trọng Đức Phật, và họ trở về nương tựa với Đức Phật. Hay là những người ngoại đạo khi nghe Đức Phật nói về những điều đó, họ đều quý trọng, kính trọng Đức Phật. Dù gì đi nữa thì họ cũng biết kính trọng và quý trọng Đức Phật, thể hiện như một vị Pháp Vương ở trong thế giới này là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ ít lời ở trong cái nội dung của bài kinh này, mặc dù là cũng cố gắng, nhưng mà cũng chắc có lẽ là cũng còn thiếu sót nhiều. Do vậy thì một tí nữa Chư Tăng sẽ thảo luận, trong thời gian còn lại Chư Tăng sẽ bàn và thảo luận ở trong cái nội dung bài kinh hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Già. Sau cái trình thượng tọa pháp tân, bạch chư tọa thầy siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy siêu đang có ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận rồi cũng thượng tọa đi nghỉ. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy siêu có mặt ở trước máy không? Dạ. Bạch chư tọa thầy siêu, trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là đời sống tăng sĩ đó, chúng ta tán thán Đức Phật ở trong rất là nhiều cách khác nhau, từ cái việc tụng kinh cho đến thuyết pháp, rồi xưng tụng Đức Phật trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà với một người mà sống lâu ở trong chùa và tiếp xúc rất nhiều, thì tôi nghĩ rằng cái lời tán thán của Đức Phật như thế nào mà gọi là chánh đáng, nên tán thán, không phải là sự tán cả phàm phu, để chúng ta không rơi vào trong tình trạng như người ta nói là khen trạng nguyên tố áo vậy đó. Thì xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa thầy sư. Và sau câu trả lời này, kính thỉnh Thượng tọa đi nghỉ sớm. Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, chúng ta hãy đọc trong bài kinh Phạm Võng Brahmacala Sutta, trường bộ kinh, bài kinh số 1,
thì chúng ta sẽ rõ biết Đức Phật Ngài cũng nhắc các vị tỳ kheo khi đó hai thầy trò của ngoại đạo, ông thầy thì dùng nhiều lời lẽ để chỉ trích Phật pháp tăng, còn người học trò thì dùng muôn ngàn lời lẽ để tán thán Phật pháp tăng. Khi mà các vị tỳ kheo về đến Ambalatika và ngồi vây quanh ở trong một cái nhà mát, các vị đó đã bàn luận với nhau về cái sự mâu thuẫn giữa hai thầy trò ngoại đạo, một kẻ khen người chê. Thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đi đến, Ngài khuyến cáo các vị tỳ kheo không nên để tâm đến cái chuyện mà người ta khen hay chê. Đừng quá vui mừng khi mà người ta khen, mà đừng có buồn phiền khi người ta chê, vân vân. Rồi sau đó Đức Phật Ngài mới thuyết pháp cho các vị kêu nghe: chỉ có kẻ phạm phu mới tán thán Như Lai về cái giới hạnh như là họ tán thán về tiểu giới, trung giới và đại giới. Này các tỳ kheo, ở đây đối với Như Lai còn có điều đáng tán thán hơn nữa, và chỉ có bậc trí mới tán thán được. Rồi Đức Thế Tôn Ngài thuyết về cái tuệ giác của Ngài. Những ai tán thán về tuệ giác của Đức Phật thì như vậy mới được gọi là một người tán thán Như Lai đúng mức. Còn nếu mà chỉ tán thán về cái giới hạnh của Ngài, như chúng ta thấy ở trong cái bài kinh này, tán thán về cái hạnh biện ly, cái hạnh tri túc, hay là cái hạnh tiết độ ẩm thực rồi vân vân, thì cái đó không phải là cái điểm quan trọng. Tán thán như vậy gọi là không xứng. Và chính ngay như Đức Phật Ngài cũng đã nói, nếu nói về cái hạnh viễn ly hay là hạnh tri túc ở trong bốn môn vật dụng thì có nhiều vị đệ tử của ta còn hơn nữa, họ có thể sống viễn ly hơn nữa. Vì Ngài thỉnh thoảng thì Ngài có Ngài đi bằng pháp và đi đến thành thị, đi đến những ngôi làng và ngôi người trú trong những ngôi chùa để mà thuyết pháp cho chúng tỳ kheo. Chứ còn một số vị tỳ kheo đệ tử của Ngài sống hạnh viễn ly ở trong rừng sâu, sống biệt dạng ở trong đó, vì tỉnh đến bàn ở trong đó luôn. Thì như vậy thưa quý vị,
cái sự tán thán đó là sự tán thán mà Đức Phật Ngài nói rằng không có đáng. Chúng ta tán thán Đức Phật viễn ly tri túc thì cái sự tán thán đó cũng giống như là khen trạng nguyên tốt áo vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải học hiểu giáo pháp và cần phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghiệm về giáo pháp lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta tán thán về cái tuệ giác của Đức Phật. Thì như vậy cái sự tán thán đó nó quan trọng hơn, sự tán thán đó tốt đẹp hơn. Thì nói đến cái tuệ giác Đức Phật thì mênh mông cho quý vị. Ở đây, ở trong cái bài kinh này thì chúng ta chú ý ở chỗ một vị đệ tử ngưỡng mộ Đức Phật, ngưỡng mộ bậc đạo sư, có sự cung kính tôn trọng, là thán phục về tăng thượng giới của Đức Phật. Cái này là nhẹ thôi thưa quý vị, nhưng mà tán thán về cái tri kiến vi diệu của Đức Phật, tán thán về tăng thượng trí tuệ của Đức Phật, tán thán về cái sự thuyết pháp của Đức Phật, cái đó mới là một điều quan trọng. Chúng ta dựa theo bài kinh này mà chúng ta hiểu được là chúng ta phải tán thán Đức Phật như thế nào. Còn thời buổi bây giờ đó, ta không có đủ cái trí tuệ để người ta suy nghĩ về Đức Phật qua cái lời dạy của Đức Phật, về cái trí tuệ của Đức Phật. Nhưng mà nếu như một người Phật tử mà tán thán về cái giới hạnh, cái tăng thượng giới của Đức Phật thì cũng được đi. Nhưng mà có người ấy, thưa quý vị, hoàn toàn là họ không biết gì về Đức Phật cả. Nhưng mà khi họ đến họ lại Phật, rồi họ cầu nguyện, họ khấn vái để được cái này được cái kia, khi mà họ cầu nguyện họ được trúng số độc đắc, hay là họ được phát sanh lên tài lộc, sau đó họ thành tựu, chứ họ tán thán Đức Phật linh quá, vâng vâng, thì mấy cái trường hợp đó thì nó không hay lắm. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú bạch Thượng Tọa Từ Siêu, lẽ ra để Thượng Tọa đi nghỉ, nhưng mà nhân Thượng Tọa còn ở trước bái đó, Thượng Tọa khoan hỷ giải thích thêm một điều là có một số các đệ tử Phật, các ngài về một mặt nào đó đó thì có cái đặc hạnh, thí dụ như là ngài Mahakassapa, ngài tu cả 13 pháp đầu đà, như là nhất tọa thực, rồi mặc chỉ tham y, rồi chỉ ở dưới cội cây, vân vân. Thì nếu mà mới nghe thì có vẻ
các vị này khắc khổ hơn Đức Phật. Sống đời sống Đức Phật ngài nhận lời đi trai tăng, rồi ngài mặc những chiếc y mà do ngài Kassapa cúng dường rất là đẹp, vân vân, thì có phải là những đệ tử như ngài Mahakassapa muốn tu cao hơn Đức Phật không? Và Thượng Tọa Quan Hỷ cho một cái lời giải thích là tại sao những vị đó là đệ tử Phật mà lại có những hành trì khắc khổ hơn Đức Phật, và tại sao các vị đó đã đắc đạo chứng quả rồi mà cũng tiếp tục thọ trì những cái những hạnh như vậy. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, về việc này chúng ta phải loại bỏ một cái trường hợp như đã nói là các vị đệ tử tuyệt đối không có ý muốn chứng tỏ tôn hơn Đức Phật. Nó có ba lý do. Vì rằng các vị đó là các vị đệ tử đó là những bậc thoát, những bậc đã giác ngộ, đã chứng quả La Hán, như là mà ngài Mahakassapa chẳng hạn. Thì ngài được sự hướng dẫn của Đức Phật với tu hành chứng đạo quả, thì không có lý do gì mà vì đã chứng tỏ rằng mình hơn Đức Phật được, đã đạt đến cái sự giải thoát đó rồi, thì vị đó đã đi đến cứu cánh. Thì vị đó biết rõ là Đức Thế Tôn đã đạt đến cứu cánh trước vị đó, trước mình nữa, cho nên không có lý do gì. Thứ hai nữa là đối với các vị đệ tử, đừng nói chi là bậc A-la-hán đến bậc hữu học, chỉ là những bậc hữu học tu đồ quần, tu đà hàm, anh hàm, mà các vị đó có cái sự cung kính Đức Phật một cách tuyệt đối, có niềm tin nơi Đức Phật một cách tuyệt đối, cho nên các vị sẽ không bao giờ có ý nghĩ là muốn chứng tỏ tu hơn Đức Phật. Cái điều thứ ba nữa là, cái lý do thứ ba mà chúng tôi muốn nói, tại sao chúng tôi nói như vậy, là bởi vì một khi đã đạt đến cái sự giải thoát rồi, việc nên làm, việc cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã thành, thì Đức Phật này không còn phải tu theo cái pháp môn gì khác. Và đệ tử của ngài cũng vậy, các vị như là ngài Mahakassapa chẳng hạn, cũng không cần phải làm cái gì khác, đã đạt đến đích điểm rồi thì làm sao mà gọi là chứng tỏ tu cao hơn Đức Phật. Không thể làm cao hơn Đức Phật được, trong khi Đức Phật đã đạt đến cái đích đó rồi. Cũng giống như khi mà mọi người leo núi, thì có người đi trước lên tới đỉnh núi rồi, thì những người đi sau có cố gắng đi nhanh hơn, trèo nhanh hơn, trèo núi nhanh hơn, thì họ cũng không nghĩ rằng là họ sẽ đi mạnh dạn trèo nhanh hơn
để họ trèo cao hơn cái người kia. Thì thưa quý vị, cái ngọn núi chỉ đến cao đến chừng đó thôi. Người kia họ đã đạt cái đến cái đỉnh núi trước rồi thì cái người sau bất quá thì cũng đạt đến đỉnh, như vậy cũng như vậy thôi, chứ không thể cao hơn được. Cho nên chúng ta phải hiểu cái cứu cánh quả vị A La Hán là như vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là cái vế thứ hai này ở trong cái câu hỏi không có. Thượng tọa Giác Đẳng hỏi riêng là: và lý do tại sao các vị đệ tử của Ngài như Ngài Ma Ca Sa Pa đã chứng được đạo quả rồi, việc nên làm đã làm xong mà các vị còn phải còn tu tập, còn hành trì thêm những cái pháp đầu đà nhiều như vậy nữa để làm gì? Thì đó là cái ví thứ hai là Thượng tọa Giác Đẳng nêu ra thêm để bổ sung thêm cái câu thảo luận số 2 này. Thì thưa quý vị, ở đây chính Ngài Mahakasapa khi Đức Thế Tôn hỏi, Ngài biết nhưng mà Ngài hỏi vì sao ngươi thọ trì cái hạnh đầu đà như vậy trong khi việc nên làm đã làm xong. Thì lúc bây giờ Ngài Mahakasapa nó bạch Thế Tôn, vì con cung kính bậc đạo sư, con kính trọng giáo pháp do bậc đạo sư thuyết, cho nên những gì mà bậc đạo sư đã dạy thì những điều đó con thọ trì. Và hơn thế nữa, bạch Thế Tôn, vì con muốn làm gương cho đoàn hậu tấn sau này. Thì thưa quý vị, câu trả lời của Ngài Mahakasapa cho chúng ta thấy rõ ràng những vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật, các vị đó sống thọ trì những cái pháp đầu đà ở rừng sâu, ở tha ma bồ địa, sống viễn ly, sống tri túc, là chỉ có ba cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất vì kính trọng Đức Phật, kính trọng bậc đạo sư. Thứ hai là vì Ngài kính trọng giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết. Và thứ ba là Ngài muốn làm gương cho đời sau. Chỉ vậy thôi. Và như thế thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự thực hành của cái sự thọ trì những cái pháp cao quý mà các bậc A-la-hán đã thọ trì, như là Ngài Mahakasapa thọ trì 13 hạnh đồ đà đó, là vì ba cái mục đích đó, chứ không phải là để chứng tỏ là mình tu cao hơn Đức Phật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng tọa đã trình bày. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, kính trực thưa thầy sư. Bậc thưa thầy sư, thì tôi có thể trả lời ngắn cho một câu rồi thỉnh thưa đi nghỉ. Bậc thưa thầy sư, ở đây đó, những du sĩ ngoài đạo tán thán Đức Phật là họ có nhận thấy có những hình thức rất là tốt ở Đức Phật.
ví dụ như hội chúng thanh tịnh chẳng hạn, thì Đức Phật Ngài lại nói về những cái tốt sâu xa hơn mà họ không thấy được. Thì mới hỏi Chư Tổ Tổ Sư rằng, tới cái gì kinh nghiệm cuộc sống đó, phải chăng cái gì mà hình thức tốt đó, thì nội dung tốt, hay ngược lại cái gì nội dung tốt thì hình thức tốt, có đúng như vậy không? Hay là nó không nhất thiết là như vậy, và điều đó thường khi là không phải là như vậy. Xin Sư Tổ Quang Hỷ cho một vài cái ý kiến về điểm này. Kính thưa Sư Tổ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, nó có hai vấn đề để chúng ta nói đến. Về Đức Phật, sự huấn luyện đệ tử, sự thuyết pháp cho đệ tử nghe, cái sự quy ngưỡng của các tầng lớp giai cấp trong xã hội đối với Đức Phật, người ta chỉ cần thấy cái hình thức đó là người ta đã tán thán Đức Phật, vì người ta biết rằng cái hình thức tốt đẹp như vậy thì cái nội dung sẽ tốt đẹp. Đó là nói riêng về Đức Phật. Và cũng có thể nói đối với một vị A-la-hán thinh văn đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà đối với các hội chúng phàm phu của chúng ta, cái hình thức tốt đẹp chưa chắc nội dung đã tốt, hay là ngược lại, cái nội dung tốt chưa chắc là hình thức đã tốt đẹp. Ý nghĩa là như thế nào, thưa quý vị? Có những nơi học hành ra gì hết, tu thiền định không ra gì hết, tri kiến không có ra gì hết, nhưng mà họ lập hạnh, đi đứng trang nghiêm, hoặc là tịnh khẩu im lặng, đi vào trong trú xứ, trong chùa của họ thì im lặng phân phát. Hoặc là có những trường hợp, ví dụ như hồi xưa mà ngoại đạo họ đi đến chùa, họ chỉ cần nhìn thấy cái cổng chùa mà dân chúng xây dựng, cái ngôi chùa chứ đâu có đá để cúng dường đến Đức Phật. Nhìn thấy cái cổng chùa, ngoại đạo đã khớp nghĩ rằng một người mà sống ở một nơi một cái cổng như thế này thì người đó không phải là tầm thường. Cái đó là nói về Đức Phật. Chứ còn thời bây giờ đó, thưa quý vị, hãy có tiền là làm được, nhưng mà đến thì vô trong thì mới thấy là các vị sống ở trong đó không ra gì hết. Thí dụ gì? Cho nên đối với phàm phu chúng ta thì thấy hình thức tốt chưa chắc thì nội dung đã tốt. Có nhiều vị pháp sư, nhiều vị giảng sư bây giờ lên thuyết pháp, người ta vỗ tay rầm rầm, người ta cười vui vẻ,
Đừng nghĩ rằng đó là cái thời pháp chất lượng, chưa đâu. Thấy hình thức là như vậy, nhưng mà cái nội dung của pháp thì chúng ta chưa có thể nói rằng một người mà thuyết pháp và quần chúng vỗ tay thì như vậy là thời pháp hay, thời pháp chất lượng, thời pháp theo truyền thống kinh điển, không có. Còn ngược lại, một cái nội dung tốt, nhưng mà phàm phu chúng ta cái hình thức không tốt. Đức Phật là ví dụ giống như là có cái loại nồi, ở trong thì chứa đầy vật thực, nhưng mà ở ngoài thì không có nắp đậy và bị lem luốc, có đầy đủ. Hay là một trái xoài, ở trong thì thịt sực, nó ngọt, nó thơm, nhưng mà vỏ thì nó xanh. Thì cũng vậy, phàm phu chúng ta có đôi khi có những vị có tri kiến tốt, nội hàm sâu sắc, nhưng mà hình thức ở bên ngoài đó, trong cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, hay là cách mà vị đó nói chuyện, thì có đôi khi cũng không ra gì hết, nhưng mà cái nội dung thì tốt. Cho nên đối với phàm phu chúng ta thì cái trường hợp mà cái hình thức tốt thì nội dung chưa chắc tốt. Phàm phu chúng ta có đôi khi nội dung tốt nhưng mà chưa chắc hình thức đã tốt. Cái trường hợp mà cái gì hình thức tốt, nội dung cũng tốt, hay là nội dung tốt, hình thức tốt, đó chỉ là trường hợp của Đức Phật, đối với Đức Phật mà thôi. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi đi vừa đúng 10:30, xin dứt lời ở đây. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Đức Phật. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, bạch sư huynh, trong khoảng chừng một phút nữa muốn có việc muốn gọi điện thoại cho sư huynh một chút sau khi kết thúc chương trình ở đây. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Kính thiên chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Quý ớt xướng hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.